Trân trọng kính chào quý vị tư và bà con quay lại kênh bất sản đặc biệt ngày hôm nay. Hôm nay đầu tuần chúc anh chị và quý vị tư được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay gia chủ có ký gửi mình em một căn nhà. Nhà này gia chủ đang ở luôn nha anh chị. Nhà này rất đẹp ha. Hiện tại em đứng vị trí đây là ấp Trung, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Căn nhà nằm ở đường đan này là 3 mét hiện hữu ha, đường công cộng nha. Từ cái nhà mình di chuyển ra tỉnh lộ 876 á, chỉ có là 40 mét thôi ha. Gần tiện ích chỉ có là 60 mét thôi, cũng là khá là gần nha. Đó, như chợ Đông Hòa, trường học, ủy ban, điện máy xanh và nhiều tiện ích khác. Đây, giờ em di chuyển từ cái đường đan 3 mét này, em di chuyển vô cái nhà ha. Đó, trước màn hình mình là cái đường tỉnh lộ 876 nha anh chị. Đây, cái nhà mà nằm hướng Bắc nha anh chị. Đây căn nhà mình đây. Đây căn nhà mình đây nha. Để em quay cao lên cho anh chị xem ha. Tổng quát căn nhà mình nè ha. Căn nhà đường đan công cộng là 3 mét ha. Đường này công cộng hiện hữu nha. Đường này đường thông nha anh chị. Đây ngang là cái nhà mình là 9 mét. Đây em di chuyển sâu bên trong căn nhà để quay cho quý đầu tư và anh chị theo dõi ha. Đây nhà mình rất là rộng và sang trọng ha. Nội thất rất là đẹp. Với diện tích là 9 mét, dài vô là 42 mét ha. Đây căn nhà mình đây. Để em quay cao lên cho anh chị xem ha. Đây nhà rất là đẹp nha anh chị. Với ngang là 9 mét, sâu vô là 42 mét ha. Ở bên hông nó còn khoảng nửa mét nè anh chị thấy không. Đó, để có ánh sáng gì quay vô cái cửa sổ mình đó. Bây giờ em di chuyển sâu bên trong để quay từng chi tiết để cụ thể để cho quý đầu tư và anh chị nắm rõ hơn nha. Đây, đây có một bức tranh rất là đẹp anh chị. Đây, xung quanh nhà mình thì gia chủ cũng ốp gạch hết ha. Đây cửa thì đây là cửa gỗ, ha, cửa đỏ. Đây, rất là đẹp ha. Kế đến là đây là phòng khách nha anh chị. Ở trên thì đã đóng la phong hết rồi. Đó có một cái đèn rất là đẹp nè anh chị thấy không. Nhìn căn nhà rất là sang trọng ha. Đây. Dạ, dạ chú. Đây để chú bắt cái đèn lên cho anh chị xem ha. Đây, đèn rất là đẹp nha anh chị. Đây. Đó. Đó bên có hai bên cửa sổ lấy ánh sáng giờ rất là sáng sủa cái phòng khách mình ha. Đây có một cửa sổ rất là to nè anh chị thấy không. Rồi để em di chuyển bên hông cái nhà bên tay trái để em quay bên đây cho anh chị xem nha. Đây gạch ốp rất là đẹp nha anh chị. Đây phía hông bên tay trái mình đây. Ở đây cũng gia chủ cũng để lại có một khoảng nửa mét để mình đi ra sau anh chị. Đó rồi làm cửa sổ để lấy ánh sáng vô ha. Cái nhà mình nằm hướng Bắc nha anh chị. Đây nhà mình rất đẹp nha anh chị. Này gia chủ đang ở luôn á. Do chuyển nơi khác ở nên cần bán cái căn nhà này. À, ngang 9 mét, sâu vô là 42 mét. Nằm ở đường đan là 3 mét, hiện hữu ha. À, cách tiện ích, đường tỉnh lộ 876 chỉ có là 40 mét thôi. Cũng khá là gần nha anh chị. Đây
Cái nhà mình được 3 phòng ngủ. Cách chợ Đông Hòa khoảng 100 mét ạ. Dạ, sát bên hả chú? Dạ. Đây, đây là phòng ngủ nè chị. Dạ, có cửa sổ. Cửa sổ và chủ thiết kế khá là rộng để rất là thoáng phòng khách mình, ở phòng ngủ mình. Đây. Đây, đây do cái ốp mấy con tắc cái điện rồi tao đi cho âm tường hết nha. Đây, nhà mình thiết kế rất là đẹp ha. Đó, được 3 phòng ngủ nha. Và một nhà vệ sinh, một cái kho sau. Dạ, về hai phòng vệ sinh hả cô? Dạ. À. Dạ. À, gia chủ rồi có hai nhà vệ sinh ha, hai phòng tắm và 3 phòng ngủ. Dạ. Đây thiết kế rất là rộng ha anh chị, thấy không? Khá là rộng ha. À, thích hợp cho quý đầu tư và cô chú ở Sài Gòn á, nếu về đây nghỉ dưỡng á, khu này là rất là yên tĩnh và mát mẻ. Đó. Thì nhà rất là sang trọng. Đó. Đây là cái khu không gian bếp nè, dành cho mấy nữ nội trợ ha. Đây. Cửa sổ rất là thoáng. Cái đó là đây là tủ lạnh ha. Không gian rất là thoáng ha. Đây. Đây là cái bếp nấu ăn của nội trợ đây. Gạch rất là đẹp ha. Ở phía dưới thì gia chủ cũng thiết kế để chén đũa bát ở dưới đây cho gọn cái phòng bếp mình nha. Gia chủ khi gửi giá bán là 2 tỷ 7, giá này còn thương lượng chính chủ nha quý đầu tư và anh chị. Quý đầu tư và anh chị có quan tâm cái căn nhà này hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để mấy em tư vấn, và nhấn nút đăng ký bên dưới để tương tác với em để nhận được video mới nhất, tìm được căn nhà hay đất phù hợp cho mình để mua đầu tư hay là về đây cất nhà ở đó. Đều thích hợp ha. Đây. Kế đó là đây là cái labo rửa tay và nhà vệ sinh. Đây là cái máy giặt ha. Không gian rất là rộng và thiết kế cũng rất là gọn ha. Đây, nhà đây là labo. Đó, đây là máy giặt để là đoạn này ha. Còn kế đây là cái nhà vệ sinh. Đó. Cái nhà mình được là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ha. Và một cái kho ngoài sau. Đây là cái nhà vệ sinh đây ha. Đấy, trên đã có cái chỗ thông thoáng nè anh chị thấy không? Dạ. Rồi, cái đến đây là cái cuối cùng. Đây, phía sau là cái kho đây. Đó, chỗ sàn nước để mình rửa chén rồi ha. Đó. Chén bát rồi ở ngoài đây cho nó nhìn cho sạch sẽ gọn gàng hơn ha. Dạ. Đây thì về đây mấy cô chú nào ở Sài Gòn thấy về đây muốn yên tĩnh á, về khu này là rất là thích hợp cho quý bà con và cô chú về đây ở ha. Nghỉ dưỡng ở đây thì gần chợ nữa, cách chợ chỉ có 60 mét thôi. Đó, gần tỉnh lộ 876 chỉ có 40 mét thôi, cũng khá là gần ha. Đây, đây là cái cuối cái miếng đất này là anh chị để em ra đây cho anh chị xem ha. Xung quanh đi mình có rào hết rồi nha. Đây. Đây, cái bức tường cuối cùng mình đây ha. Đây, hiện tại em đứng cuối cái căn nhà. Đó, với căn nhà là ngang là 9 mét, sâu vô là 42 mét. Ha. Nhà mình xây hết đất luôn nha anh chị. Với giá bán là 2 tỷ 7, giá này còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Đó, cái nhà mình rất thuận tiện ha, xe ô tô, xe tải vô tới nhà luôn nha. Đó. Quý đầu tư và quý anh chị nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên gọi để sở hữu căn nhà này. Đến đây kết thúc video. Quý đầu tư và quý anh chị nào quan tâm căn nhà này hãy liên hệ số thoại trên màn hình để mình em tư vấn và dẫn chị xem đất và căn nhà này để mình gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả hợp lý để mình mua ha. Bất động sản Đất Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và quý anh chị đã quan tâm theo dõi.